Dạ, bỏ túi kỹ đi bà. Dạ. Lì xì cho bà có tiền xe Tết nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, rồi con chúc bà mạnh khỏe. Dạ, con chúc cậu. Chứ tiền này, tiền của người ta mà ai cũng có bằng chịu khổ, không có. Dạ. Tại tôi không có, tôi lấy, có, tôi không lấy. Dạ, con hiểu điều đó. Nếu mà cô có tiền là cô không bao giờ nhận tiền đâu. Dạ. Và hiện tại bây giờ cô còn cái nỗi khổ hay ước mơ gì không? Dạ. Cô còn cái nỗi khổ nào hay là ước mơ nào muốn bộc bạch cho con nghe không? Thôi kệ cho, chút đỉnh gì xài đủ xài được rồi. Để dạ. cho người khác nữa. Dạ, dạ. Rất là quý luôn cô. Chia sẻ nhà chứ. Ôi ơi. Cô sống mình nên ăn chay và niệm Phật, nó quý bà con cô bác. À, chân lại bị đau, bị gãy như thế nữa. Bây giờ đều phải đi xin gạo. Tay chân rung rồi nè. Mà cô đi bán vé số đồng ý bà con cô bác. Dạ. Cô bán là sáng giờ nhiêu tờ? 35 tờ. 35 tờ à? Bán ít dữ rồi cô? Không có. Dạ. Mua bánh đồ cho con nè. Dạ. Thôi vậy nè, em lì xì thì thêm 500 nữa nè. Là 1 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Chúc chị và gia đình may mắn nha. Dạ. Ăn Tết vui vẻ. Có tiệm mua bánh trái ăn. Dạ, cảm ơn nè. Dạ. Cao Hớn mến chào. Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hôm nay cũng là còn vài ngày nữa là cận Tết rồi. Thì lời trước tiên Cao Hớn xin gửi lời chúc mừng năm mới gửi đến cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân cũng như quý khán giả có một cái năm mới được tràn đầy hạnh phúc, luôn vui vẻ mỗi ngày, gặp những điều may mắn trong năm sau. Thì hôm nay Cao Hớn mình được sự đồng ý của 4 cô bác anh chị Mạnh Thường Quân để chích tiền quỹ ra cũng hơi kha khá. Thì mỗi một cô bác anh chị vậy là chích ra 5 triệu đồng ý cho Cao Hớn mình để trợ giúp những hoàn cảnh của cô chú ông bà lão lớn tuổi, neo đơn, đi bán vé số, cũng là những người già sống tại căn nhà mà gặp nhiều khó khăn. Thì mình dùng cái quỹ này của 4 cô bác anh chị em để gửi đến bà con cô bác. Thì trong đó thì có quỹ của cô Nguyệt Bảo Đức ở Mỹ là chích ra 5 triệu. Thứ hai là của chị gái Phật tử ở nước Úc là 5 triệu. Thứ ba là anh chị Toàn Hạnh ở bên Mỹ là 5 triệu. Thứ tư là chị Úc ở Đài Loan là 5 triệu. Thì 4 cô bác anh chị em mong muốn là Cao Hớn mình phát cái đến quà đến bà con cô bác nghèo. Thì tổng số 4 người là 20 triệu. Thì mình dùng số tiền này trên hành trình mình đi lang thang tại quê hương của mình là ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để mình gửi đến cho bà con gặp khó khăn. Thì thay mặt cho bà con cô bác nghèo, Cao Hớn xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cao Hớn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi bây giờ thì Cao Hớn mình hành trình sẽ đi lang thang khắp ngõ phố trong cái huyện Lấp Vò để mình trợ duyên cho bà con nghèo số tiền quỹ là 20 triệu này. Thì bắt đầu mình đi nha quý bà con cô bác. Thì Cao Hớn mình vừa đi chợ thì phát hiện một ông lão rất là lớn tuổi rồi, ngồi trên một chiếc xe đi bán vé số như thế này nè quý bà con cô bác. Để mình dừng lại mình trò chuyện với ông chút xíu, mình trợ duyên cho ông chút ít. Dạ con chào chú ạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay 73 tuổi. Chàng ơi, lớn tuổi vậy rồi mà còn đi bán vé số nữa. Vì hoàn cảnh khó khăn quá. Dạ. Vì hoàn cảnh khó khăn quá cũng phải đi kiếm đường sống. Nhà chú ở đâu mà bán Lấp Vò này? Ở dưới Thốt Nốt. Ồ, tuốt bên Thốt Nốt. Dạ. Sao chú không bán bên khu vực bển cho nó gần nhà mình? Chú ơi, bán không lại mấy đứa nhỏ con gái nó vô chơi rồi, tôi ở ngoài đường không à. À. Thành ra là nhờ trợ giúp chứ còn vô quán không được rồi làm sao bán. Dạ, chú năm nay thì rất lớn tuổi rồi, chú có con cháu gì nuôi không? Rồi tại sao mình để mưu sinh như thế này? Chú ơi, cũng có con mà nó cũng khổ quá rồi, nó kêu ông đừng có đi bán nữa rồi. Tôi thấy con nó mỗi cái gì cũng vật của nó lo rồi, nó con của nó rồi kinh tế nó nữa, tôi thấy khó quá. Tôi đi vào thêm được ngàn nào đỡ ngàn nấy. À, rồi hiện tại là ông đi bán vé số này á, rồi còn ở chung với ai nữa không? Có nuôi ai không? Có nuôi bà xã, mà bà xã bả bây giờ bả tệ hơn tôi nữa. Tôi thả anh xe tôi còn đi được chứ bả đi cà nhắc cà nhữ mà bả chắc lưỡi thà tối ngày nó nhức chứ. Nó nhức rồi bả chịu không nổi. Chú mà... có mấy người con chú? Có 6 người con mà có 2 thằng con trai mà nó quá tệ rồi, nó nghèo rồi. Dạ. Mấy đứa con gái có chồng cũng bị nghèo luôn nữa. Ôi ôi. Rồi cũng khó sống quá. Rồi chú phải đi bán gì để kiếm tiền nuôi bà xã nữa, nuôi cô nữa. Nuôi bà xã là nuôi bệnh không à. Cái gạo rồi cũng người ta cũng cho chút đỉnh. Dạ. Có cái bệnh đau chừng một tháng cái đi lấy thuốc tiểu đường 300-400, 400-500. Rồi bệnh đau chích thuốc hàng ngày. Dạ. Không có ngày nào bả giúp thuốc cho, ngày nào cũng mua 20-30 ngàn tiền thuốc nhất á. Dạ. Đưa sẵn rồi đó bả quá trời bả uống vô. Cũng nhờ bả giặt quần áo với nấu cơm nấu nước rồi cho tôi ăn, chứ tôi đâu có đi đứng được, đứng không được, bước xuống là nó sụm luôn. Ủa cái chân của chú là làm sao? Rồi mới đầu bị thần kinh đỏ rồi sau nó bị để điện. Dạ. Vậy là bệnh đủ thứ hết trơn rồi. Dạ. Trong mình thì hiện nay thấy nó cũng khỏe mà ngặt có cái nhiêu đó. Dạ. Cũng được. Rồi chiếc xe con thấy bèo nhèo rồi. Chạy bằng máy động cơ hả chú? Cái máy người ta cũng cho nè, ta trợ giúp cho cái máy Honda. Dạ. Chứ tôi bây giờ bước xuống đạp không được, bây giờ chết máy thì mượn người ta đẩy, chứ còn bước xuống đâu được đâu, mà xe này đạp cũng không được. Vậy là tắt máy một hồi là đạp hết được. Đạp không được. Vậy là rồi. Con đẩy cho chú. Đẩy cho nó chạy mới được. Đẩy thì nó chạy, mà ngắt cái đề không được đó. Dạ, để con trò chuyện chú xong con sẽ đẩy cho chú cho tội nghiệp với trời. Có khi đề cũng được, có khi đề không được, kỳ cũng mới từ sáng giờ nè. Dạ. Chứ từ bên Thốt Nốt mà chạy qua đây cũng 20-20 mấy cây số rồi. Dạ. Cũng mò lần chú ơi, vừa đi bán vừa đi luôn. Khổ thiệt ta ơi. Để có dịp nào con đi Thốt Nốt rồi có đi ngang à. Chú ở ngay chăng vị trí nào? Bây giờ tôi vì cái nhà hàng con tôi ở bên chợ Định Yên á, chú biết chợ Định Yên không? Dạ biết. Chợ Định Yên á, rồi ngay chân chợ đi vô trong đường vô định đó, rồi tôi ở khoảng giữa nhà của nó đó. Dạ. Rồi đi bán số. Dạ chú ơi, thì con cũng hôm nay được tình cờ được gặp chú á. Dạ. Thì con cũng có quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân. Con xin trích ra con gửi cho chú 1 triệu để có thêm tiền để ăn một cái Tết nó ấm cúng hơn nha chú. Dạ dạ, cảm ơn dữ lắm luôn. Trời sống tôi mang ơn nhiều lắm với Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng có tinh thần cứu khổ cứu nạn. Dạ. Cũng có sự lòng tôi cảm ơn. Dạ, con xin phép cầm một tay con gửi chú nha. Tại con mắc cầm cái máy điện thoại rồi. Tôi có một đôi lời cũng chúc mừng cho Mạnh Thường Quân được sức khỏe dồi dào kể từ đầu năm cho tới cuối năm. Dạ. Tức thì sống quá niên trường thọ để cứu khổ cứu nạn cho bà con trong. Dạ. Cháu này chịu nào mà bỏ thuốc không đi. Dạ rồi vậy con chúc chú và cô gia đình được mạnh khỏe, gặp được những điều may mắn trong cuộc sống nha chú. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Chú ơi, chú giúp tôi vậy tôi mừng dữ lắm. Chú biết sao không? Vì đóng cái bảo hiểm cho bả để hàng năm gửi nặng quá không có tiền trợ giúp thêm chú ơi. Trời ơi, mất đóng bảo hiểm nữa hả? Đóng bảo hiểm cho bả, mua cái giấy bảo hiểm đó chú. Dạ. Để ông thôi bả bị nặng quá cái rồi không có tiền đóng nhà thương. Dạ thôi vậy con để con lấy thêm 500 nữa nha. Con gửi cho thêm chú thêm 500 nữa. Dạ con xin phép con gửi thêm 500 cho chú nữa nha. Dạ cảm ơn dữ lắm luôn. Dạ. Cái này vậy là đủ mua bảo hiểm rồi. Dạ còn để dư tiền ra để mình ăn Tết nha chú. Rồi cảm ơn dữ lắm. Dạ. Cảm ơn bên Mạnh. Rồi con chúc chú với cô đồ nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Trời ơi. 73 tuổi rồi đi bán để nuôi bà xã bệnh nữa. Chú cắt tiền cho kỹ nha chú. Rồi rồi. Dạ. Rồi con xin phép con mượn cái mic lại nha. Dạ, cảm ơn dữ lắm luôn. Dạ dạ. Rồi để con tắt máy rồi con đẩy cho chú nha. Dạ chú đề thử đi. Dạ. Rồi chú tắt máy xong là phải có khi đề không chạy phải nhờ người dân ở đầu đẩy chiếc xe cho chú giùm đó quý bà con cô bác. Cái máy thì nó chạy mà tại cái cục đề nó không chịu chạy. Dạ. Rồi bây giờ chú đề máy đi, nếu không chạy thì con sẽ đẩy cho chú. Ôi chú còn bao nhiêu tờ giấy số? Còn 12 tờ hay gì? Dạ rồi để con lấy con mua hết cho chú chú về sớm bữa nha. Dạ. Đây con lấy cho. Còn 12 tờ. Dạ. 12 tờ. Dạ rồi đây con gửi. Đây là sự may mắn cũng nhờ thần linh ủng hộ độ. Dạ con có 100.000 lẻ nè chú. Dạ. Rồi vậy là đủ 120. Cảm ơn nhiều lắm luôn. Rồi cho chú về nhà sớm luôn cho khỏe luôn. Về nhà mừng đi, mừng với bà xã. Mua bảo hiểm cho bà xã nha. Dạ. Dạ. Năm nào Tết này cũng phải ráng lo chú ơi, đừng lấy cái bảo hiểm cho bà chứ để rồi bị khó quá cái không biết làm sao. Dạ. Gọi chú đại máy đi. Chú đại máy đi, không chạy thì con đẩy cho. Mô Phật máy chạy coi. Ồ, vui mừng quá. Rồi bye bye chú nha, chú về khỏe nha. Cảm ơn chú nhiều lắm. Ăn Tết vui vẻ nha chú. Dạ, rồi rồi. 73 tuổi rồi mà vẫn còn đi bán vé số. Thêm đau nhức chân nữa, rất là khó khăn. Rồi Cao Hớn mình sẽ đi tìm những hoàn cảnh khác để gửi trại viên luôn à. Cao Hớn mình cũng thường hay đổ xăng tại cái cây xăng tại chợ Lấp Vò. Quý bà con cô bác thì mình cũng có tình cờ gặp một bà lão cũng lớn tuổi bán vé số tại cái cây xăng này. Dạ con chào cô ạ. Cô đi bán vé số hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi 86. Dạ lớn tuổi sao còn đi bán chứ ạ? À? Tôi có thằng trai 33 tuổi nó mới chết 2 tuần rồi. Dạ. Rồi nó đột quỵ. Dạ. Rồi nhà bà ở đâu? Dạ, tôi ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ nào? Dạ ở còn chợ Sư Lũa. Rồi bà bán đâu tới bên đây xa dữ ạ? Dạ tôi có gian với mấy thằng cháu đúng Bắc. Dạ. Rồi bán ngày nhiêu tấm bà? Dạ tôi bán có bữa có 50 cũng có mà 30 cũng có, người ta còn dân số nữa. Dạ. Dạ rồi để con lì xì tiền cho bà chút ít để bà có tiền xài Tết nha. Dạ cảm ơn. Dạ còn nếu có duyên nữa thì sau này gặp lại á, thì con sẽ ghé được thăm nhà bà thì tốt đẹp hơn nữa. Dạ cảm ơn cậu. Dạ dạ thôi đi cậu. Dạ. Nghiệp cậu không có đức gì. Dạ. Cậu có đức lắm. Tại sao cô hội đổ ống trên ống súng nữa. Dạ. Đây, con xin phép con gửi một tay nha. Tại con tay con cầm điện thoại rồi. Con xin phép gửi bà 1 triệu nha. Dạ, bỏ túi kỹ cho bà. Lì xì cho bà có tiền xe Tết nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, rồi con chúc bà mạnh khỏe. Dạ, con chúc cậu ngay. Từ đây tới chiều, cậu số, cậu vô, đọc đất nè. Dạ, dạ. Dạ, rồi bà cắt tiền kỹ vô đi. Cắt bỏ vô túi kỹ vô. Tại chỗ đông người. Cắt bỏ vô túi kỹ đi bà. Thôi để cho bà tự cắt đi chị. Cắt sâu vô có đầu gà gì lại không? Dạ có. Dạ cắt kỹ vô nha. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Rồi con đi nha bà. Dạ tôi cảm ơn cậu. Dạ bà đi không nổi sao bà đi nhắc vậy không hả? Trời ơi bà đi gần nhất rồi. Quá tội nghiệp. Dạ. Cao Hớn mình đi ra hướng chợ Dầm Cống thì tình cờ phát hiện ra một bà cô cũng lớn tuổi bán vé số. Quý bà con cô bác. Dạ con chào cô ạ. Dạ cảm ơn. Dạ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 68 tuổi. Dạ 68. Dạ 68 rồi. Trời ơi 68 lớn tuổi rồi đi bán vé số nữa. Nhà cô gần ở đây không? Gần nhà Quý vậy cha. Là ở ngoài Dầm Cống này luôn. Dạ cô hiện tại bây giờ cô lớn tuổi rồi đi bán vé số, cô có con cái gì để mình nuôi không? Dạ có con nhưng mà nó có chồng rồi nữa nè. Rồi có khá giả có nuôi cô được không? Rồi cô đi bán một ngày được nhiêu tấm cô? Có khi 100 tờ, có khi 50 tờ không chừng. Dạ rồi cái mình kiếm đồng lời được 50 đến 100 ngàn là ăn mỗi ngày hay sao? Rồi có lo cho cái gì nữa không? Dạ. Có lo cho ai nữa không? Dạ. Là bán vé số là tự mình lo đủ ăn rồi ha. Vẫn mạnh khỏe bình thường hả cô? Tao cũng bệnh dữ lắm mà tao ráng bán. Bệnh gì cô? Bệnh khớp rồi bệnh tiểu đường. Dạ. Có bị té cái chân phải nó bị hơi sụn sụn. Dạ có bảo hiểm gì không cô? Dạ. Có bảo hiểm không? Dạ có bảo hiểm nhưng mà mình ta cho. Dạ người ta cho thì mình đi bệnh viện này cũng đỡ tốn tiền hả cô? Dạ đi hàng tháng. Dạ như cô bán là sáng giờ là còn trên tay vậy là được bao nhiêu tờ? 100 tờ đó mà bán là tối tới giờ đó. À vậy còn chắc cũng trung bình 10 mấy 20 tờ gì hả cô? Mấy tờ là... giờ này cũng còn sáng sớm mà chút chút xíu hết rồi. Để tôi mới biết, không biết Dạ. Dạ cô ơi. Vậy là cô có 2 người con này cũng có thường xuyên lo hay gì đến cô không? Nó cũng nghèo nó không có dư cho cháu. Dạ. Thôi bữa nay cũng có duyên con gặp được cô, con cũng có quỹ thiện nguyện của cô bác, con xin trích 500 ngàn con gửi đến cho cô nha. Dạ, dạ con xin lì xì cho cô nha. Dạ đúng cô rồi. Cầm giùm con. Tại vì dạ. Không có tiền, không có lấy để chừng cá. Dạ. Tại vì không có. Sao cô không có tiền? Chứ có tiền là để chừng cá. À, quá tốt. Cô nói nếu mà cô có tiền dư là cô sẽ không nhận đâu, sẽ để tiền này dành cho bà con nghèo khác. Dạ, rất quý tấm lòng đó cô. Dạ, chia sẻ yêu thương mà. Rồi con chúc cô có một cái Tết mạnh khỏe và gặp được những điều may mắn trong cuộc sống nha cô. Trời ơi, dường như cô khóc hả cô? Sao khóc vậy cô? Đấy. Dạ. Chứ tiền này, tiền của người ta mà ai cũng không bằng tôi khổ, nó có. Dạ. Tại tôi không có, tôi lấy, tôi có, tôi không lấy. Dạ, con hiểu điều đó. Nếu mà cô có tiền là cô không bao giờ nhận tiền đâu. Dạ. Và hiện tại bây giờ cô còn cái nỗi khổ hay ước mơ gì không? Dạ. Cô còn cái nỗi khổ nào hay là ước mơ nào muốn bộc bạch cho con nghe không? Kệ cho chút đỉnh gì xài đủ xài được rồi. Để dạ. cho người khác nữa. Dạ. dạ, rất là quý luôn cô. Chia sẻ nhà chứ. Dạ. Trời ơi. Chỉ nhận được 500.000 thôi mà cô xúc động và vui. Dạ. Nếu mà có tiền thì cô sẽ không nhận, còn tại vì cô đang không có tiền. Mình không có tiền để mình xây xả cái Tết hay là sao cô? Không có, cũng không có tiền gì đó. Và gì đó. Phải gắn đi bán chứ mà trong mình bệnh dữ lắm. Dạ, rồi bán gì rồi tiền rồi mình lo thuốc men hay sao? Bán gì ăn hả? Ăn với nhiều khi mua đồ được cúng với nhà nữa. Dạ. Cô ăn chay hay ăn mặn? Hồi đó ăn chay hay lắm mà bây dạ. giờ bị trong bụng nó ăn có mỡ dầu cái đi cầu rồi. Dạ. Bây giờ có khi đâu khi cũng ăn gì, có khi ăn mặn cũng có. Dạ. Cái đó mình nói thiệt chứ không có biết nó giấc. Dạ. Tại vì do ăn chay rồi nó bị ảnh hưởng, nó bệnh đó ha, do đó dạ. mới chuyển sang ăn mặn rồi có khi gầm hay gì ăn chay. Dạ. dạ. Rồi thôi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn tấm lòng tốt của cô. 500 này cho gì chứ nhiều người, người ta không có, cũng chia bớt cho người ta. À, cô chia bớt cho người khác nữa. À, người không có là mình phải chia bớt cho người khác nữa. À, là cô thấy người khác khổ hơn cô cho. Dạ. Rồi bây giờ gì nè, con sẽ lì xì cô thêm 500 nữa nha. Để dạ. cô gặp những hoàn cảnh khó khăn khác cô có thể cô cho người khác 500, 50, 100 gì đó tùy cô nha. Dạ, dạ con xin phép con gửi cho cô thêm 500.000 nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chứ không có xài mình ăn. Dạ. Xài mình ăn, nói thiệt. Dạ, con hiểu điều đó, con biết. Cô nói chuyện là con hiểu rồi. Dạ. Rồi, con còn tìm kiếm những hoàn cảnh khác. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, rồi con xin phép con đi nha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân á cô. Dạ, dạ. Rồi cô nói chuyện rất là quý bà con cô bác ơi. À, trên đường mình đi quốc lộ 80 hướng về phà dòng cống cũ quý bà con cô bác thì tình cờ gặp một bà cô chạy xe đạp mà trên đây có gắn một cái cây nạn nữa. Dạ con chào cô ạ. Dạ cô đi đâu mà con mới thấy cô dắt xe đi đâu hả cô? Đi chợ xin gạo. Chàng ơi, đi chợ nào? Chợ dòng cống á. Chợ dòng cống xin gạo. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 72. À cũng lớn rồi. Nhà cô ở đâu? Dạ ở ngay đây. Ủa? Quốc lộ 80 ngay đây. Cái nhà này luôn hả cô? Dạ. Trời, cái nhà thấy cũng rộng lớn dữ hả? Rồi cô ở với ai? Ở mình hả? Ủa không có chồng con gì sao cô? Không, hồi đó giờ không có chồng con gì hết. Ừ, cô tu tại gia hay sao? Không có tu mà tại vì ăn vậy đó. Ăn chay. Rồi. À, không có tu nhưng mà ăn chay niệm Phật thôi. À, ăn chay niệm Phật thôi. Rồi do đó là không muốn có chồng luôn hả cô? Tại hồi đó nghèo không có chồng luôn. Dạ. Ồ vậy mình nên cô mà ở cái nhà cũng thiết rộng ha. Rồi con thấy nhà cô để gì đâu đồ củi, nấu cơm củi không à. Trời ơi, để củi không mà cô dằn nhiều vậy đó hả? Mất là lấy nữa. Là cô đi kiếm củi về để đó rồi người ta lấy của cô. Ừ, ăn cắp. Chàng ơi. Bọc này bọc gì hả cô? Gác đem đi bỏ. À, phải xách gì đem đi bỏ. À. Rồi hiện tại là cái chân cô đau hay sao mà cô đem theo cái này? Cái này nó gãy. Rồi bên đây thì té gãy chê té. Bây giờ đang chặt cái chân giãn gần coi như rồi đi tó vĩnh viễn luôn. Ủa là sao rồi té hả cô? Đi trong nhà rồi chợt té. Ừ. Cái chân bên đây thì xe đụng gãy cặp inox không có. Trời ơi. Rồi thêm một cái chân bên đó nữa. Rồi cái chân bên đây thì té thì giãn gân rồi bây giờ là coi như là vĩnh viễn luôn, đi có vĩnh viễn luôn. Rồi một chân thì bị tai nạn gãy rồi một chân thì té giãn gân luôn. Té hai lần rồi vô trong trung tâm y tế chồng nó không có chịu cấp thuốc, nó té hoài gì thôi nó không cấp thuốc. Trời ơi. Là cô không, cô là chạy xe đạp này xưa giờ hay sao cô? chạy, chạy rồi bây giờ chạy không được rồi, sao đẩy tới. Ngồi như vậy cái mình đẩy tới. Đẩy tới. Rồi sống của mình lên rồi, Tết nhất mình có chuẩn bị gì chưa? Chưa, đi đã cho gạo rồi cái đem về ăn. Vậy là cuộc sống của cô hiện tại thì tới ngày gầm hay tới ngày kia thì nhận gạo của bà con của bác cho. Bà cho. Một mình mà ăn chay nữa thì đâu có tốn tiền nhiều hết cô. Vậy là chắc lo tiền thuốc men, bệnh hoạn với chân cẳng vậy thôi. Chứ khi nhức quá ra thì mua thuốc uống. Dạ. Cô tên gì cô? Nguyễn Thị Hằng, 1953. Dạ, 72 tuổi. Ở trong giấy thì mới 70. Dạ. Còn ngoài thì 72, Tết này nữa là 73. Dạ. Hôm nay cũng được đủ duyên, con tình cờ đi ngang đây. Con gặp được cô á. Thì con cũng có ít quỹ cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho con để trao cho những bà con khó khăn. Thì con thấy cô thì cũng neo đơn, chân lại bị đau như vậy nữa. Con xin trích quỹ thiện nguyện ra 1 triệu con gửi đến cô nha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, dạ con xin phép đương tay nha cô, tại con mắc cầm cái điện thoại à. Cảm ơn, dạ. Cảm ơn cậu thật nhiều đó. À, trời ơi vui lắm hả? Mừng, thấy có vẻ mừng. Mừng quá trời mừng luôn. Dạ. Con chúc cô được dồi dào sức khỏe nha. Có một cái Tết ấm ăn ấm cúng nha cô. Dì chúc cho con vui vẻ, khỏe mạnh và đi làm thiện nguyện như vậy hoài những người neo đơn như cô. Dạ con cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Dạ. Con ở đâu ạ? Con ở ngoài thị trấn Lấp Vò nè. Vậy hả? Dạ. Rồi thôi vậy cô đi nhận gạo đi, để trễ quá hết gạo á. Giả sử người ta kêu cho thì lấy, không kêu rồi thôi, không có dám hỏi nhiều khi người ta không cho. Dạ đúng rồi. Cho thì nhận, còn không cho thôi mình không có đòi hỏi. Không có hỏi. Dạ rồi cô đội nón lên đi. Chàng ơi, đó nè. Con chụp cô tấm hình nha. Dạ. Cảm ơn con, chúc em con năm mới vui vẻ, khỏe mạnh. Dạ rồi, cô đi khỏe mạnh nha. Ôi ơi. Cô sống mình nên ăn chay và niệm Phật, quý bà con cô bác. Chân lại bị đau, bị gãy như thế nữa. Bây giờ đều phải đi xin gạo. Tức là hai cái chân cô đẩy đi thôi ha cô. Đẩy đi chứ không có đạp được. Dạ dạ rồi thôi cô đi đi. Bởi vì té nó giãn gân rồi, nó giãn luôn, vĩnh viễn luôn rồi. Chừng nào vẫn sẽ đạp lại thì bắt đầu cái bỏ cái cây tó này xuống để nó chống đi. Dạ. Rồi cô đi đi, mạnh khỏe nha cô. Dì cũng chúc con vui vẻ. Dạ dạ. Chàng ơi cho chàng. Cô phải đi, cô đẩy lòng thòng như thế. Có chừng xe cô ơi, từ từ cô ơi. Xe không à. Anh dắt cô qua lộ giùm anh. Trời ơi. Quá tội nghiệp cho bà cô luôn, quý bà con cô bác. Hành trình của Cao Hớn mình tại chợ Lấp Vò thì tình cờ phát hiện ra một bà chị đẩy một người con. Dạ em chào chị ạ. Chị đẩy xe con mình là đi này đi bán vé số hay đi đâu chị? Con xin chú ăn tiền thuốc nó không có số. Đi xin hả? Dạ đúng rồi. Đi xin tiền mà con cô bác. Dạ. Xin là nói 5 đồng mà ngầm thuốc sữa uống không có tiền chú ơi, bệnh nó u thuốc nè. Dạ. Nhà nào cũng không xỉu, nhà nào cũng nữa. Nhà chị ở đâu? Dạ, mộ bà có Nai. Ở trên mộ bà của Nai. Dạ có Nai đúng rồi. Cả Nai. Dạ. Của chợ mới phải không? Dạ đúng. Dạ. Con mấy tuổi rồi? 16 tuổi. Bị bệnh gì hả chị? Bị khối u. Khối u. Rồi chị nhường như cũng bị khối u luôn á. Mấy cái này là gọi là thạch dư phải không? Dạ bị con thông, bị đông thì cứ ngổ hoài chú ơi. Dạ. Bệnh ha, con bệnh lấp chân. Bệnh chân. Là chị còn chồng con hay ai vậy không? Bị gạt cũng có bầu, mà bầu không bỏ. Gạt chị có bầu. Đó, dạ. Rồi đẻ ra em cháu này. Dạ. Đúng hai con đâu. Rồi hai mẹ con sống chung một căn nhà hay sống chung với ai nữa không? Ngoại nữa. Chung với bà ngoại nữa. Dạ. Ngoại cũng bệnh nữa. Rồi cuộc sống hàng ngày của chị là như thế nào, ăn xin gì hay là mình ở đâu đi, quán nhà con số chở con gà nữa. Sợ chở con gà. Dạ. Nhà chị gần cái chỗ mộ bà đó không? Dạ đúng rồi. Chị tên gì? Tôi tên Phụng. Chị Phụng nha. Vậy dạ. Chừng nữa em có dịp em lên nhà trên đó em kiếm nhà chị nha. Dạ, có xuống cho em hậu số này có điện chị cho. Dạ dạ rồi chút xíu em tắt máy em sẽ xin số điện thoại chị. Dạ. Dạ. Bây giờ gì nè? Trước mắt em xin gửi cho hai mẹ con ít tiền để có tiền xài đây đến Tết đỡ hơn nha. Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết tuổi luôn ha. Mẹ con 39. mà mẹ con không biết tuổi luôn. Chàng ơi, trời ơi, quá tội nghiệp. Dạ, vậy là đẩy xe này là hàng ngày đi vòng vòng ở đây để cho bà con của bác cho tiền ha. Dạ, rồi bây giờ vậy nè, em xin lì xì cho chị 1 triệu nha, để có tiền để xài Tết đỡ đi. Rồi qua Tết em rảnh em sắp xếp vô nhà chị để tìm hiểu về hoàn cảnh như thế nào hơn nha. Rồi rồi. Thôi quá tội nghiệp với bà con cô bác, mẹ lì lại khờ. Rồi sanh con ra như thế này không có tiền đi đâu hết, phải đi. Trời ơi, cái chân đó hả? Bị nổi một đầy người luôn rồi. Dạ. Quá tội nghiệp bà con cô bác ơi. Rồi qua Tết em rảnh em sắp xếp vô nhà chị ha, kiếm nhà chị. Dạ. Rồi Cao Hớn mình sẽ đi tìm những hoàn cảnh khó khăn khác với bà con cô bác để gửi tiền lì xì trợ giúp thêm nha. Mình vừa trao duyên cho bà cô thì dạ cô tên gì cô? Cô tên bé. Cô bé thì có một bà cô cũng lớn tuổi là quý bà con cô bác cũng đi bán vé số, vừa đi ngang rồi gặp Cao Hớn mình dừng lại. Dạ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 70. Chàng ơi 70. Rồi con cháu là không nuôi cô mà để không, cô đi bán. Không có cháu, không có chồng. Rồi cô sẽ ở với ai? Rồi con thì ở hai chị em không à? Hai chị em. Hai chị em hồi nào giờ cũng đi bán số, hỏi số nó biết. Hai chị em đi bán vé số hết. Dạ. Là chị cái người chị kia hiện tại cũng bán vòng vòng ở đây luôn. Vòng vòng ở đây luôn. À. Rồi hai chị em ở chung một cái căn nhà. Dạ. Rồi một ngày hai chị em bán được nhiêu tờ vé số cô? Nó bán nó lời 150, gì bán gì lời 100, mà ngày kia chị bán gì mất 400, không biết sao tháo lộn hết. Tháo lộn mất tiền luôn. Mất 400 luôn. Dạ. Buồn dễ sợ. Rồi vậy là hai chị em mình bán một ngày vì mình lời khoảng 200 mấy là mình đủ ăn rồi hả cô? Ta còn tiền thuốc nữa con. Thuốc nữa. Tiền thuốc cô không đủ nữa nè. Nè nói thiệt chứ con. À đau nhất nữa. Nè. Trời ơi. Cái gì hả cô? Quấn hai cái đầu gối thun. Quấn khớp hay sao? Khớp, thấu quá khớp. Thấu quá khớp với ngang lưng quần luôn. Ngang lưng quần nữa. Dạ. Vì mới đi Lấp Vò về chiếc thuốc rồi đêm hôm cái lưng chịu không nổi. Dạ dạ. Ừ. Con hỏi ở sớm nó là ta biết chứ. Dạ dạ. Dạ rồi thôi vậy con xin gửi lì xì cho hai chị em của cô là 1 triệu nha cô. Dạ. Dạ có một cái Tết ăn Tết ấm cúng cũng như là chúc cho hai cô được dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an nha cô. Dạ. Dạ con xin phép con gửi ạ. Dạ. Vì dạ. Chị là cô cũng cảm ơn con năm mới, bước qua năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Dạ rồi con cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô ạ. Thôi lì xì con 2 vé con. Thôi. Trời ơi cô lì xì vé số cho mình. Dạ. Lấy cái lọc. Thôi được rồi con cảm ơn cô. Để bán đi cô, bán kiếm tiền thêm. Dạ. Dạ rồi con xin phép đi nha cô bé. Đi cô. Dạ. Cảm ơn cháu rồi. Dạ. Hỏi gì là cô ba nhỏ ngoài cô bác bán. Rồi để chừng nào có duyên, có rảnh, có dịp á, có đủ duyên thì con sẽ đi đến nhà của cô hoặc là cô bé nữa. Dạ. Rồi thôi Cao Hớn mình đi hành trình đi chỗ khác nha quý bà con cô bác. Hành trình của Cao Hớn mình tại chợ Dòng Cống á, thì có một số cô bác anh chị lớn tuổi luôn thì rất là khó khăn, bệnh tai biến phải neo đơn. Như mình vừa mới gặp một bà cô này nữa nè. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 71. Cô 71 tuổi rồi. Rồi con thấy cái tay chân của cô là gung như thế này là bị cái gì? Bị mà tai biến. Dạ cô bị tai biến. Dạ. Trời ơi. Dạ. Coi nè cô gung coi nè. Tay chân gung coi nè. Mà cô đi bán vé số đồng ý bà con cô bác. Dạ. Cô bán là sáng giờ nhiêu tờ? 35 tờ. 35 tờ. Bán ít dữ rồi cô. Không có. Dạ. Là cô bao nhiêu tuổi nha? 71. 71 rồi. Dạ. Trời ơi, cái tay gung coi nè. Rồi hiện tại là cô ở với ai? Ở mình ơi, không có con. Nhà cô ở đâu? Dạ, với ấp Bình An. Ấp Bình An. Để sống mình lên thôi. Dạ. Ấp Bình An khúc đường nào cô? Chỗ ở Kim Cương. Dạ rồi để có duyên, có đủ duyên đủ dịp mà con sẽ ghé con thăm gia đình của cô nha, thăm nhà của cô nha. Dạ. Giờ hôm nay tình cờ gặp được cô như vậy thì trời ơi cô coi nào quý bà con cô bác ơi, lớn tuổi sống một mình nên mà đi bán vé số mà cô bị, cô nói cô bị tai biến hả? Tai biến gung tay gung chân gì đi bán vé số nè. Trời ơi, thấy thương ghê á. Rồi không có con cháu gì luôn, không có chồng luôn hả cô? Có chồng mà nhưng mà không có con. Rồi ông chồng ông chồng thối chí, ông đi kiếm người khác. À trời ơi. Tại vì hồi nhỏ đó rồi mổ, đã bệnh đó rồi mổ. Dạ. Trời ơi. Rồi cô đi vậy nó có hành hạ cô đau nhất hay là bị ảnh hưởng gì không? Cô rung gì nè, có sao không? Thì nó cũng có nhức nhưng mà nó cũng rung, cũng vậy à. Trời ơi. Hương ghê, không có con cháu gì hết. Dạ thôi bữa nay có duyên gặp được cô á. Dạ. Cô thương quá cô, con xin lì xì cho cô 1 triệu nha. Để cô có tiền cô lo trang trải ha. Dạ. Rồi có đủ duyên con đến nhà cô được thì con sẽ đến nha. Dạ. Dạ rồi con xin gửi cô. Dạ. Rồi rồi ơi cô nhận rồi Gung. Cảm ơn chú. Dạ. Trời ơi cô Gung cái tay coi nè. Dạ cắt tiền trong túi kỹ đi cô. Dạ. Cắt vô kỹ đi cô. Trời ơi. Cảm ơn chú. Rồi thôi cô đi bán vậy nha. Dạ. Có đủ duyên đủ dịp thì con ghé nhà cô được, con sẽ ghé nha. Dạ. Dạ con xin mượn cái mic lại. Dạ. Con chúc cô ăn Tết mạnh khỏe và gặp được những điều may mắn trong cuộc sống nha cô. Dạ con chào cô, con đi. Dạ. Dạ trên đường mình đi thì tình cờ gặp được một bà chị bán vé số, ngồi bằng chiếc xe lăn để dùng 2 cái tay để đẩy. Dạ em chào chị nha. Chị ngồi xe lăn bán vé số này là bao năm rồi? Cũng lâu rồi. Lâu rồi. Rồi cái chân của chị bị có tật hay sao? Cái chân đưa tay mình lại thì không có. Dạ. Bây giờ lại có. Ơi ơi. Vậy là cái chân mình đi đứng không được, phải ngồi. Không. Cũng như đưa tay luôn á. Tay. Dạ. Thành ra nó cái lại là tay liền luôn á. Dạ. Rồi, rồi nhà chị ở đâu? Ở chơi đó, trước một kỳ chơi đó. Là ở ngoài vòng cống à hả? Dạ. À, dường như lúc trước em có ghé nhà chị một lần nè phải không? Cho gạo, cho mì với tiền nè phải không? Dạ. À, em quên nhắc lại chị, em mới nhớ. Dạ. Vậy là chị bán vé số, rồi dường như chị có một người con nữa phải không? Có. Cả người con mình đó ở nhà. Dạ, có làm gì không? Tới giờ không làm trơn cơ. Dạ, chị làm nuôi đó. Dạ. Rồi cái căn nhà của chị là vẫn ở ngay chỗ vị trí cũ, là vẫn ở nhà tạm của người ta? Anh nhà tạm. Mà được cái nhà cũ của anh nó gãy ra. Rồi tính là qua thế là trở lại đó. Anh nằm cái nó thùi xuống à. Gãy ra. Tính qua Tết sửa lại. Qua Tết sửa lại. Rồi đất đó là dường như là chị ở tạm phải không? Tạm đó, đất của người ta. Rồi chị sửa nhà lại mới người ta cho sửa không? Cho cắt lại không? Cắt thôi mà cũng có cắt lại mình lên cả. Dạ. Mình đâu có bự hơn đâu. Dạ. Rồi bây giờ gì nè, hôm nay có duyên gặp lại được chị á, em gửi cho chị ít tiền nha. Dạ, dạ em xin gửi cho chị 500 mà. Vậy đó, mừng lắm đó. Mừng lắm hả? Mừng lắm đó. Rồi chị nó. Dạ, ăn lớn ra cho mua bánh đồ cho con ăn. Dạ. Thôi vậy nè, em đi xì thị thêm 500 nữa nè. Là 1 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Chúc chị và gia đình may mắn nha. Dạ. Ăn Tết vui vẻ, có tiền mua bánh trái ăn. Dạ, cảm ơn nè. Dạ. Rồi qua Tết á, chị có sửa nhà gì đó thì em có duyên có dịp em ra được thì có gì em coi được tình hình sao có thể em hỗ trợ cho chị chút ít thêm để có gì chị sửa nhà lại nha. Tại vì cái nhà nó cũng như 3 cây cột bên nó gãy cây vậy. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Ăn Tết vui khỏe cùng với con cái. Dạ. Dạ dạ. Và chị cũng rất là đáng thương quý bà con cô bác. Thì hồi năm trước cái mùa dịch đó, mình có đi ra ngoài chợ riêng cho chị. Tại chị không có đất nhà cửa ở, chị phải ở trên một cái căn nhà ở tạm đất của người ta. Rồi cái căn nhà nhỏ và sụp sệ đó. Do đó là mình có giúp đỡ, lần này mình gặp lại thì chị nhắc mình mới nhớ. Và chị đi bán vé số như thế này á, mình thấy dường như là bà con cô bác cũng có thể là cho thêm. Dạ yeah. Rồi thôi em đi nha chị. Dạ dạ. Đó, bà chị phải đi như thế này. Thì mình đi chợ mình cũng gặp được một cái hoàn cảnh ông lão lớn tuổi nè quý bà con cô bác. Dạ con chào chú ạ. Dường như con thấy chú là đi có thấy đường không chú? Dạ con thấy mờ mờ hơi hơi. Thấy mờ mờ. Dạ. Con thấy chú đi là chú nhìn nghiêng nghiêng không à? Dạ, hôm nay không. Bên nay thì không thấy thôi. Dạ. Bên này thì còn thấy chút xíu. Dạ. À, chú đi bán vé số lâu chưa? À, bán cũng mười mấy năm rồi. Chàng ơi, bán tới mười mấy năm luôn rồi. Dạ. Dạ chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tết này nữa là 74. Wow, 74 tuổi rồi. Rồi chú còn vợ con cái gì không mà sao chú lớn tuổi rồi đi bán vé số? Bị con thì còn thằng Út mà nó mần không đủ nuôi vợ nó con nó, thành ra tôi hay lăn lộn với đời rồi. Chàng ơi, chán cơm mình áo à, chú ơi. Dạ. Rồi chú bán vé số trên 10 năm rồi. Dạ. Rồi cô ở nhà còn không chú? Còn bá nhà bá mận gì không nổi chăng, bá cũng già rồi, 71 tuổi rồi. Dạ, vậy là chú bán vé số này là để nuôi vợ, nuôi cô. À, rồi con cái thì nghèo hết hả chú? Dạ, đúng rồi. Chú có mấy người con? 3 người con. Rồi không ai khá giả sao? Cứ đứa nào cũng bằng mướn không à chú ơi. À, do đó là chú phải tự kiếm sống luôn. À. Thằng thì đi gánh cháu, thằng thì đi bán nệm. Dạ. Rồi nhà chú ở đâu? Trong Cái Dâu nè, Lấp Vò, trong thị trấn ở Cái Dâu. Dạ. Trời ơi, mắt chú là thấy mờ mờ hả? Dạ. Nhìn từ xa rõ không? Dạ không rõ. Như con đứng đây là thấy mặt con rõ không? Ủa chú phải nhìn ra đó mới nhìn thấy con được hả? Con mắt ở bên đây còn thấy, còn mắt này nó hết thấy à. À. Ồ, rồi chú một ngày bán được bao nhiêu tờ vé số? 100 tờ. Một ngày chú bán chỉ có 100 tờ thôi mà sáng giờ. Còn lại đây mấy chục tờ. Còn mười mấy 20 tờ. Dạ. Mấy tờ. Thôi gì nè chú ơi, con thấy chú lớn tuổi rồi, cuộc sống cũng như chú nói thì cũng khó khăn, thì Tết nhất đến nơi rồi, con cũng có ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho con xin trích ra 1 triệu để con gửi đến chú nha, để cho chú có thêm tiền để mua bánh, mua bông hoa dùng Tết vui ha chú. Dạ, trước khi tôi dứt lời cảm ơn chú, cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân. Dạ. Cũng hỗ trợ cho tôi ăn Tết thiệt là rất quý. Dạ, dạ đây con xin gửi cho chú à. Dạ, con xin phép cha một tay nha, tại con cầm điện thoại rồi. Dạ, cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe để lo xã hội nha. Dạ rồi con cảm ơn lời chúc của chú. Dạ. Rồi, cắt tiền kỹ chú ơi. 500 hả chú? Dạ 500 2 tờ. Rồi, cảm ơn lần nữa. Dạ dạ chú cắt tỉ kỹ vô. Cho gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ dạ. Ở nhà Hảo Tâm. Dạ. Rồi, chào. Rồi rồi, dạ chú cắt tiền kỹ vô chú. Dạ. Dạ dạ dạ. Trời ơi, chú không thấy đường mà bán vé số mười mấy năm nay, 70 mấy tuổi rồi quý bà con cô bác. Dạ con chào chú, con đi nha. Dạ dạ dạ. Trên đường mình chạy thì mình cũng thấy một cái bà cô cũng lớn tuổi đi bán vé số kìa quý bà con cô bác, thì mình dừng lại mình hỏi thăm chút xíu. Dạ con chào cô ạ. Cô đi bán vé số bao lâu rồi cô? Bán cũng 7-8 năm rồi. À cũng lâu ha. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 67. Dạ, dạ. Vậy là bán 7-8 năm rồi. Dạ. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Khi bữa 100, 200 vậy hả? Bữa Tết này được 200. Dạ, rồi rồi cô hiện tại cô sống chung gia đình, mình sống với người thân mình là gồm ai cô? À, có thằng trai út mà nó cũng nghèo. Dạ. Mình có đủ nó ăn thì mình bán riêng. Bán là cô sống bươn chải của cô riêng. Dạ. Dạ. Có hai vợ chồng muốn ăn gì ăn, ổng bị tai biến. Ô chú bị tai biến nữa. Dạ. Rồi hiện tại là cô với chú với người con của cô ở chung. Dạ. Rồi người con thì cũng có gia đình nữa ha? Có gia đình, được 3 đứa con. Rồi ở chung. Ừ. Rồi người con có làm gì ra tiền để nuôi lại cho cô với chú không? Nó đi bằng công ty Sao Mai nè. Dạ, dạ em chào chị. Công ty Sao Mai. Ừ. Rồi tiền lo cho 3 người con. Ờ, 3 con đủ. Dạ. Vậy là cô bán ngày 2 giờ này bán 200 thì kiếm cũng được 200 ngàn tiền lời mỗi ngày. Đâu, Tết đó. À Tết. Ờ còn thường thẳng 100 à. Còn ông chú ông bệnh gì là có tiền bảo hiểm với hay là gì lo không cô? Ừ, có, anh ta cũng cho chút đỉnh. Dạ. Nhà cô ở đâu? Ở bên Hòa An. Hòa An. Ừ. Ấp gì cô? Ấp phố Ông Nghé đó. Dạ. Dạ hôm nay có duyên thì con đi ngang đây con gặp cô, và con cũng chích quỹ thiện nguyện của cô bác, thì con lì xì cho cô 500.000 để mua bông hoa bánh trái để dùng ngày Tết nha cô. Dạ. Dạ. Bán ngày sáng vậy còn nhiêu tờ cô? Còn nhiêu nè. À, cũng mau rồi. Ừ. Người ta ủng hộ, ở đây tao quen tao ủng hộ. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô khỏe nha, gia đình mạnh khỏe nha. Dạ dạ con chào cô. Ở Cao Hớn mình cũng vừa đi ngang tới cái tiếng lộ quốc lộ 80 thì tình phát hiện ông chú bán vé số cũng lớn, rất là lớn tuổi với con cô bác. À, chú chạy xe đạp đó phải không chú? Dạ, dạ. Nhà chú ở đâu mà đi xe đạp bán vé số? Cầu số 9. À Tú ở dưới cầu số 9. Dạ. Lên tới chợ trên đây bán luôn. Dạ. Dạ một ngày chú bán bao nhiêu tờ? Bán 70 vé. Có 70 vé thôi. Bị giờ lớn tuổi quá rồi, giờ yếu rồi. Chú hiện tại còn sống với ai? Dạ. Thì sống với bà xã, vợ tôi tới 84, 85 lần. Nhà chú ở ấp xã nào để mai mốt con có rảnh qua Tết con chạy xuống tìm gia đình chú? Ấp Bình Phú Quế, xã Bình Thạnh. Dạ. Dạ thôi cũng có duyên gặp được chú, con xin chích quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân, con gửi đến chú 500.000 lì xì Tết cho chú có tiền ha chú. Dạ, dạ con xin phép con gửi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn quý vị gặp. Dạ. Giờ bằng hết nổi rồi chú ơi, mà giờ đi mình đi còn không vững. Dạ. Dạ rồi chú chúc chú và cô được dồi dào sức khỏe, có một cái Tết ấm cúng cũng như là gặp những điều may mắn trong cuộc sống nha chú. Dạ thì thôi cảm ơn. Dạ dạ rồi dạ. Con chúc chú đi bán mau hết nha. Dạ. Dạ để có dịp con xuống nhà chú nha, con kiếm nhà chú. Dạ. Trên cái hành trình mình đi thì gặp rất là nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, đi bán vé số mà lớn tuổi phải nuôi sống bản thân mình, khi có con thì con cái không lo được cho cha mẹ, cha mẹ phải đi bán vé số kiếm từng đồng từng tắc và lo cho cái cơn bệnh đó quý bà con cô bác. Thì cái hành trình mình đi mình gặp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cao Hớn mình cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị em luôn đồng hành cùng Cao Hớn đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ạ. Bây giờ mình xin tạm dừng clip này ở đây. Thì buổi chiều mình sẽ số tiền còn lại của bốn Mạnh Thường Quân cô bác mình sẽ đi phát tiếp cho bà con cô bác tiếp theo nữa ạ. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi.